Ren thì anh ta thích sử dụng những vị tướng hổ báo, cáo trồn như kiểu Rayton hay là lên Zavan không nào, lên không, một bước chân nữa thôi, đã có đào hầm, có tốc biến ở đây. Nào, Naun có xoay thành quá công đẹp. Và có hồi máu gì for vẫn đang sống, anh ta còn rất ít máu và điều cầu một lần nữa thôi. Nhưng trước khi đó Venus cũng phải trả giá, còn Nuni, còn Naun, bởi vì anh ta biết rằng bản thân anh ta còn có nhiều thứ khác. Bây giờ khu vực đường dưới lại bị tấn công lên, hất tung là hai thành viên Piccolo hồi máu và tốc biến nhưng không thể nào trốn chạy khỏi những cái rễ cây. Palette thoát được. Họ đã cố gắng tìm Naun, không, bắt vào Venus, nhưng sai lầm rồi. Venus siêu hùng dáng thế mà có cái chiếc quấy đồ thổ nữa. Zephyr đang ra ngoài, những người nằm xuống trước tiên lại là Venus, có cả Warlock cùng với cả Nuni ở đây. Rất và bây giờ bắt vào Zephyr, Zephyr lần này thì không còn chạy gì cả. Và mạng tuyệt vời thuộc về Naun. Bây giờ khu vực đường trên lại tạm thời vào cái thế cân bằng. Xoáy này, xoáy được thành công. Và nguồn sát thương vừa đủ với ý chí thần sấm của Naun. Hãy hô vang tên anh ta đi nào. Có trụ đầy máu. Bỏ qua. Cấu thôi, cấu thôi. Vui thôi, đừng vui quá. Hãy nói tiếp tục. Chúng ta lại đang nuôi một con quái vật. Và lần này nó là Orianna trong tay của Naun. Giữ lại được. Nhóc tỷ đã cố gắng gõ vào đầu của Jisoo. Có đánh được không? Trong một khoảng vẫn thời gian này. Thì tôi lại nghĩ ra nhiều điểm lợi thế hơn dành cho nhóc tì với cái áo choàng gai trên người kia. Thì Jisoo dùng chiêu cuối nó bị chống cái cả nó và chiêu cuối thêm một mạng nữa dành cho Young Generation. Tốc đánh đó, bỏ qua nhóc tì nhưng nó xoáy thành công và rất nhiều sát thương và hồi máu đã mất đi thanh tẩy nhưng không giải được hiệu ứng hất tung và anh ta đã phải nằm xuống. Có chiêu cuối và có thêm chiêu cuối của cả Nuni nữa và dịch chuyển quá muộn nhưng lại hủy khi mà Palette cùng với Piccolo đã xuống lên tốc biến lên. Có chiêu cuối thành công, Piccolo hay lại một điểm hạ gục nhưng có đu theo, có những lớp khiên được dựng ra, loạt được bắn anh ta tấn công vào Venus. Venus chưa có cho mình đó là những cái hầm, có một cái làm chậm vào Venus nhưng Venus về kịp và lấy 2-1 trong những giây phút cấp bách như vậy thì Piccolo cũng đã có một pha xử lý. Phải chăng là đội bạn cũng biết không lên đâu, không lên, tôi nghĩ là không lên đâu, trừ khi tốc biến nhảy luôn đánh vào Zephyr có lớp khiên dẫn ra thì không thể nào có quên tan kẻ yếu cả. Rất hay nhảy và núp sau ta. Ủa vào lại một lần, kịch bản lần hai, lần này tốc biến lên và có khiên thì không thể nào bùng nổ sức mạnh được cả. Ép góc là Warlock. Nhưng có đại bác đẩy lùi, có đại bác đẩy lùi, Piccolo đang được bắn những lớp khiên đang dựng ra. Naun xoáy thành công được, 3 thành viên Venus bây giờ mới đến nhưng Orianna đã nằm xuống rồi, không mất tung được ai cả. Piccolo quyết định lùi về, anh ta không đánh nữa kéo được mạng. Nhưng kéo theo được mạng của Zephyr nhưng điều đó cũng đủ khoảng thời gian cho nhóc tì ở khu vực đường trên để đẩy thẳng vào đường. Piccolo bắn quá đau đi, 5-4 như vừa rồi. Bây giờ vừa lốc bị giữ lại, ui rồi ôi, con bò này mất đi chiêu cuối rồi. Và bây giờ hát tung nổ xoáy vào, ai cho hạt thông mà đòi đánh hạt thông, không có thông theo gì hết, năm xuống và mạng thuộc về Piccolo. Có một dàn chắn nào đủ ổn để tấn công cả, liên tục đang là cấu máu, đang muốn tạo góc và có những cú xoáy lao lên dựng khiên nhưng Piccolo đang yếu máu, họ đang phải lùi về quét tan yếu thành công. Siêu hùng dáng thế dựng đánh xuống rồi. Giữ chân được, Rooney nằm xuống không thể nào sống sót lâu hơn. Loi mất đi chiêu cuối, bây giờ tấn công vào trụ Piccolo cùng với Naun và Zephyr đang rất yếu máu kia, họ đang muốn tấn công một trở lại và Jisoo đang có bùng nổ sức mạnh nhưng bùng nổ không quá là bao nhiêu. Warlock bây giờ mới ra xoáy chúng và chỉ một mình Jisoo nhưng điều được. Đó cũng là ổn. Piccolo được bắn vào với gói thuốc nổ kia, bùm, họ có mạng và bây giờ tấn công thẳng vào khu vực đường giữa này. Người chạy về rất nhanh nói Naun, anh ta cần phải giữ vị trí quan trọng. Chiêu cuối của Nuni thôi. Nhưng Nuni đứng ở đây, tất cả đều đang chơi trò Nunanu nóng thì một mình anh chàng xạ thủ Piccolo đang đẩy nhà và bây giờ có muốn solo kill không? Tôi thích phá trụ rồi và lao lên đánh luôn. Siêu hùng giang thế, có chấp bằng mắt luôn, lần công được Loi nằm xuống và bây giờ tấn công kêu kích được 3 thành viên lao vào. Naun tấn công rồi, cú xoay sắp có rồi, có 3 đường, có sân bay rồi và xoay Nuni nằm xuống, chỉ còn một mình Jisoo. Bây giờ Zephyr ra thì kệ luôn Zephyr. Bây giờ Z5, Z6 tôi không quan tâm. Tôi quan tâm vào Chu và tấn công Zephyr nằm xuống. Và đây, đây là chiến thắng trong đường đây. Chiến thắng dành cho bên phía của Young Nation. Họ có tấm vé đi chung kết thế giới.